Đây chương trình thu thanh giáo lý Phật giáo Hòa Hảo. Kính thưa quý thính giả và chư đồng đạo, để tiếp tục phần thu thanh giáo lý Phật giáo Hòa Hảo, tôi xin thành kính đọc lại quyển Giác Mê Tâm Kệ, tức quyển tư Văn Thất Ngôn Trường Thiên, dài 846 câu, xuất bản lần đầu năm 1939. Quyển này Đức Giáo Chủ viết tại làng Hòa Hảo ngày 20 tháng 9 năm Kỷ Mão. Kệ này khởi đầu bằng câu khai ngọn đuốc từ bi chí thiện và chấm dứt bởi câu mong bá tánh vạn dân giải thoát. Nơi đây Đức Giáo Chủ có nói trước những tai họa hải hùng mà chúng sanh sẽ phải trải qua trong thời hạ nguyên mạt kiếp. Khổ giới thảm ngày nay có mấy, sợ mai sau dòm thấy bái hồn. Trừ tà gian còn thiện chỉ tồn, cảnh sông máu núi xương tha thiết. Ngài lại còn giảng rõ thế nào là tứ độ tường, tứ khổ, ngũ quẩn, lục căn, lục trần, tứ diệu đề, bát chánh và bát nhẫn. Còn gì đáng coi là nhẫn nhục hỷ xả hơn những câu sau đây? Ai chửi mắng thì ta giả điếc, đợi cho người hết giận ta khuyên. Chữ nhẫn hòa ta để đầu tiên, thì đâu có mang câu thù quán. Vậy trân trọng kính mời chư quý vị cùng nghe. Nam mô A Di Đà Phật. Khai ngọn đuốc từ bi chí ơi thiện, tìm con lành giác lại Phật đường. Thương dân hiền giáo đạo Nam Phương, đặng chỉ ngõ làm lành lanh dừ. Sách thánh đạo ghi trong tam tự, người mới sanh tánh thiện trời dành. Bởi lớn lên tập nhiễm lời danh, nên tật xấu che mờ thiền tâm. Thiếu giáo dục thiếu thêm đức ơi hạnh, ta quyết cứ lòng nhắc lại tánh xưa. Mặt tình đời dèm xiêm ghét ưa, rừng kinh kể ít người hay chừ. Quá mắt mỏ bởi chân phạn ngữ, nên người đời khó kiếm cho ra. Mỏ chuông bài độc tụng ó la, chớ hiếm kẻ tường thông nghĩa ly. Dòm trước mắt thấy điều hồ ơi mì, nên động tình bác cứ ai dạy răng. Réo những ai lợi dụng làm sằng, cho suy sụp chân nhân mờ mịt. Nào có khác mây đen phủ ơi bích, rồi dắt nhau đến chỗ dài ngay. Lấy tinh thần hiệp chén ngút mây, trong bổn đạo tự thân phải xử. Xuống dương thế dạo trong lê thứ, thấy ba gia gặp lúc nào nùng. Cảnh trần gian nhiều nỗi lao lung,
việc tu tịnh ít người hiểu lý. Trong đạo Phật muốn nơi cao quý, phải truy tầm quyền bí nơi cơ. Từ sấm kinh cho đến thi thơ, trong chốn ấy nhiều nơi trọng yêu. Tạo làm chi những trung giới ơi, hiếu ấy là người bốn phận phải trao. Khuyên dương trần đừng nể cần lao, cũng ráng sửa ráng trao nền đau. Tu đầu tóc không cần phải cạo, miễn cho rồi cái đạo làm người. Kể từ nay lỡ khóc lỡ cười, vì buồn bực thấy đời biến chuyện. Các chư Phật từ đây lửa tiếng, coi ai là đức hạnh hiền từ. Lời sách xưa cẩn thủy tri ngư, cẩn sơn lạnh trần gian trí đều. Trong sám giảng nếu ai không hiểu, tầm kệ này ta chỉ nẻo đường. Quyết giải trần nên nói lời thường, cho sanh chúng đời nay dễ biết. Trời giông gió sai mùa sai tiết, nắng cùng mưa cùng khác xưa rồi. Khuyên dương gian bỏ các cơ việc tội, đặng lo liệu cho tròn phận sự. Thấy trần thế hãy còn lưỡng ơi lự, muốn tu mà còn ơi chần chờ. Việc thế gian như thể cuộc cờ, thắng giới thối một hai nước tương. Nào ai có gạt dân nói bướng, mà dương trần liễu lượng tránh ta. Ta mến yêu những kẻ thiết thà, nghe cơ giảng thiết tha lo liều. Học đạo lý như đàn trúng điệu, hòa bán rồi thì cứ làm theo. Lũ tam bành trong bụng còn đeo, đòn lục tặc ta mau sớm mở giết. Mài gươm trí cho tinh cho khiết, dứt tâm mở trần kiếm chữ sắc không. Đức Di Đà Phật Tổ ngóng trông chờ, sanh chúng tìm nơi ở diệt cứ khổ. Theo Phật giáo từ kim chí cổ, gốc ông cha ta cùng tu hành. Mà ngày nay cứ mãi tranh giành danh giới lợi của tiền quyền tước. Thấy trần thế ai ai cũng ơi ước, đời sao không tới phước cho rồi. Nay khổ lao khó đứng khôn ngồi,
lúc đói cơm buồn lòng ngơ ngẩn. Làm ác đức nhiều điều quanh quẩn, như gà cò ăn bẩn cối sai. Thấy người hiền nói đắng nói cay, sao mới biết thân ai lao khổ. Nhớ thở trước hoài linh Phật tổ, phép thần thông trừ lũ ma dương. Chốn rừng tòng ngồi chiều nắng sương, tìm đạo lý hiến cho trần thế. Hiểu lão sĩ ra đời thật cơ tế, đem lời giảng dạy dỗ dương trần. Khuyên chúng sanh khuya sớm chuyên cần, tìm nguồn cõi diệt trừ tư khổ. Bình giới tử tự kim chí ơi, cổ sanh giới già hai chữ hoài hoài. Đức Thích Ca xưa ở lầu đài, nghiêm tứ khổ nên ngài tầm đau. Lo tu tình mặc ai khinh ngạo, diệt lục căn đừng nhiễm lục trần. Chữ sắc thinh chớ có hầu gần, hương với vị sắc trần nên lanh. Chữ xúc pháp treo gương hiền thánh, tránh sao đường cúng đằng về thần. Từ xưa nay dạy chỉ nhiều lần, mà lê thứ không lo chẳng liều. Nhãn thấy sắc thường hai bận biểu, tai ưa nghe những điều âm thanh. Mắt với tai đều chọn đẹp xinh, còn lỗ mũi ưa mùi êm dịu. Đồ thơm tho nó ưa nó ơi chịu, chúng xả hương hay lết lại gần. Lưỡi ưa ngon là chuyện ấn cần, đồ ngọt béo nó ưa nó ơi mên. Thân tham sướng muốn tiền của đến, đặng ăn xài cho phí tâm tình. Ý thì ưa sửa sắc soi hình, với chức phận cho cao cho quy. Sáu đường ấy ở trong tâm ý, ta mau mau dứt nó cho rồi. Nếu tịnh tâm nào có mấy hồi, mượn trí đạo đuổi ra khỏi xa. Dứt được nó ấy là giải ơi thoát, thì xác trần mới khỏi đó đài. Cả tiếng kêu những kẻ trí tài, hãy yên lặng bình tâm suy nghĩ. Tiên thử kỷ hậu lai sự ơi, bị bắt lỗi người phải xét lỗi mình. Vậy mới là phải bực công bình, nẻo chánh trực chí người quân tử. Người biết đạo phải dịnh ngôn ngữ, nói với ai chớ có sai
lời. Trọng mẹ cha kính nể Phật trời, đừng nhiều tiếng hinh ngang mang lời. Tâm ngay thẳng ta không dời đôi, dầu tán thương nát thịt chẳng màng. Ta khùng điên nói đại nói càng, chẳng có sợ ai rầy ai măng. Trời còn lúc tối mưa sớt ơi nắng, thì trần gian còn mãi khổ lao. Ở trên đời kẻ thấp người cao, kẻ hiền hậu người thì gian ác. Không quen biết mà cao tuổi, tác ta cũng nên kính trọng mới là. Tâm từ bi sánh thể ngọc ngà, trong các báo khó bì tâm thiền. Phải xử thế chớ nên bài ơi biển, miệng xảo ngôn thường kiện tâm thân. Việc bán buôn phải giữ ngang cân, chớ tập tánh lẫn lường trao ở đâu. Cả công cuộc của người tánh ơi xấu, ta giữ gìn chớ có nhiệm vào. Tâm bần tăng chẳng mến sắc màu, mến những kẻ bước vào đường chân. Ta dạy thế mượn lời Phật ơi thánh, nên truyền ban cho chúng sanh tường. Tuy ngày nay chúng nó hùng cường, chừng phân định thì ta cao quý. Khuyên bốn đạo lập thân nuôi, chí đặng chờ ngày yết kiến Phật trời. Quá yêu dân càng tỏ nhiều lời, cho trần hạ tìm trong lánh đục. Chẳng chịu tu mãi còn lục cưới thục, lo giàu nghèo lo cũng chẳng rành. Ham công danh quên chữ sanh thành, mến phú quý quên câu dường dục. Ráng kiếm chỗ tầm tiên lánh tục, người ở đời phải được lòng trong. Biển hồng trần sớm gọi cho sông, ngày lập hội mới mong trở lại. Chữ bần tiện khuyên dân đừng nại, miệng cho ta trở lại ngay đàn. Chữ vinh qua giờ chớ có màng, bới giá tạm của đời quân hà. Gắn công tu xem nhiều phép ơi lạ, của thần tiên trừ lũ hung đồ. Nào lúa là lánh nhiều tố sô, chớ mến mà sao lao ly. Ngài tiêu diệt từ năm binh ơi tí, đến năm nay hao hết đã nhiều. Các ngoại bang đã nhuốm máu đều,
sao trần thế không toan chẳng liều. Để đến việc gian lưng mà chịu, chớ Phật đâu cứu kịp cho người. Khuyên chúng sanh bỏ tánh biến lười, phải sốt sắng làm ăn cần thiết. Nghèo giới đói từ đây sẽ biết, hàng ngoại bang bố thiết cứ ta hoài. Nên bá gia hại rắn miệt mài, dầu rách rưới cũng mau cần kim. Lời ta dạy hãy nên suy nghiệm, phải phá tan ngũ quân trong mình. Chữ tham trong y muốn mặc tình, ráng định tánh trừ cho nó tiệt. Chữ gây gỗ là sân hải ơi diệt, cho nó đừng thấp thoáng trong lòng. Thêm chữ si thuyệt quá lòng vòng, nên tỉnh trí tìm nơi dùng tác. Chữ nhân ngã cũng là quá gắt, ta trở nên phân biệt với người. Dẹp năm tên được mới mừng cười, vô pháp tướng mới là thiệt tương. Người tu hành phải trừ nghiệp chướng với bốn ma mới đặng an nhàn. Tửu nhiễm vào thân thể bất an, sắc mến nó ngày kia lao khổ. Ta nghiệm xét từ đời bàn cổ, có ai ở dùng mà đắng thành tiêu. Mà đời nay theo nó liên miên, chữ tài của khổ riêng một kiếp. Bị tội cướp nào ai có ơi tiếp, mà đời nay nó cứ mãi làm. Chứ khi hùng khuyên chớ có ham, mà lao lý tâm thân trần thế. Kẻ nhức giả thường sanh ba ơi kế, để gạt người làm thế cho mình. Ngày sau này lắm nỗi tội tình, sao sanh chúng chẳng lo cải xưa. Bệnh ôn dịch thường hay ói ơi mưa, mà dương trần chẳng chịu kiếm về. Qua năm về đến lúc cưa mùa hè, trong bá tánh biết ai hữu chi. Ta chịu lệnh Tây Phương thọ ký, dình nghiệt long đặng cứu dương trần. Nên ra đời giải chỉ nhiều lần, khuyên ba tánh vạn dân liều lây.
khổ giới tham ngày nay có mấy, sợ mấy sao dòm thấy bay hồn. Trừ tà gián còn thiện chí tồn, cảnh sông mau núi sườn tha thiết. Trần giới thế bây giờ nào biết, chừng nhìn xem hư thiệt mới tường. Ta bây giờ tu niệm tâm thường, sao danh thể xả hương khắp chốn. Nhà giàu có xài không sợ tốn, phải để tiền cho kẻ nghèo nàn. Lo ăn xài trà rượu xình xoàn, chừng khổ não phàn nàn căng số. Lời truyền sấm như bài toán ơi đố, ai biết tầm thì đang hướng nhờ. Ta khuyên tu dân cứ mãi ngờ, sợ gạt chúng kiếm xu kiếm mở cắp. Bị ngoại quốc bán hàng quá ơi gắt, nên dân ta chịu chứ cơ hàng. Ta khùng điên của cải chẳng màng, miễn lê thứ được câu hạnh phúc. Cờ thế giới ngày nay gần thúc, nên Phật tiên phải xuống hồng trần. Chừng lao sao ác thú non tầng, thì Nam Quốc lương dân mới biết. Nay giải thế cậy cùng ngồi giết, với xác trần vũ thuyết ít hàng. Ai nói chi ta cũng chẳng màng, sao biết đặng dân đừng có tiếc. Con phù vô hận hờ nào biết, thấy bóng đèn thì quyết cứ chung vô. Thảm thương thay chết theo chết khô, nhìn đèn nó thấy mồ phụ vô. Kể khuyên trần đã mang mùa thu, đeo danh lợi như con vật ấy. Dòng xe cát biển đông thường thấy, tên giả càng rất uống công trình. Khi nước rồng nhờ lúc bình minh, lúc nước lớn cát kia tan ra. Trần phú quý thì trần thông thả, chớ còn ta cứ khổ lao hoài. Viết kệ cơ dáng dài ít nửa bài, mặc lê thứ làm không tự ý. Coi rồi phải nhận cho hiểu lý, câu quyền sâu của kẻ khùng này. Bởi chữ khùng của Phật của Thầy, chớ chẳng phải của người lãng tri. Mê giới tình nhận ra là lý, thấy dương trần ngủ mãi ngủ hoài.
Thức dậy mà tầm đao kiếm bài, để thi cử khỏi mang tiếng rớt. Sách khuyến thiện miệng kêu không ngớt, mà nào ai có thức dậy tầm. Ta nghĩ suy cũng bắt hổ thầm, nên than thở cùng trần ít tiêu. Tâm sáng suốt như đài nguyệt cơ kiến, tánh trong như nước bích trưa mùa xuân. Nếu không tu chừng khổ cũng ưng, đừng có trách sao không chỉ bào. Từ nhỏ tuổi đến người trưởng ơi lão, mắt trong dòng sanh tử luân hồi. Xuống diêm đình thấy tội hỡi ôi, đó mới biết có nơi địa ngục. Kỳ xá tội nay còn một cơi lúc, sao chẳng tu đặng có hướng nhờ. Gặp giảng kinh trần cứ làm ngơ, trồng bóng kiềm giống chi hưởng nay. Địa ngục cũng tại tâm làm ơi quấy, về thiên đàng tâm ấy tạo ra. Cái chữ tâm mà quỷ hay ma, tiên giới Phật cũng là tài nó. Tu với tâm biết làm chẳng ơi khó, nếu lặng tâm tỏ ngộ đạo màu. Cảnh dương gian muôn thảm ngàn sầu, ngó vạn vật đài lầu chẳng có. Sông với núi trước kia mắt cười ngó, khi chết rồi thấy nó đằng nào. Ai biết đường hãy sớm tâu đào, kiếm đạo lý mà nhờ mà nhoi. Chịu cay đắng tu hành mới ơi giỏi, ta khuyên đời lén loại xuống trần. Đạo vô vi của Phật ân cần, nói theo chi Thích Ca ngày trước. Câu phú quý ngài không màng ước, chữ bồ đề như cội ba tòng. Ráng dưỡng nuôi chữ đó trong lòng, thì là được đến chừng diệu hoa. Lời thuyết pháp chẳng gì nhân ngã, người nào đâu có Phật tánh là. Xem kệ này như ngọc như ngà, phải nảy nở như cơn mưa thuận. Hạp mùa tuyết giống kia bất cơi luận, thải mọc mầm trổ lá mới màu. Trong chúng sanh nghĩ tận đuôi đầu, về cực lạc mới là hết khổ. Đạo giới lý từ đây nhiều chỗ, phải lọc lừa cho kỹ mà nhờ. Chọn nơi nào đạo chánh phương thờ, thì mới được
thân sao cao quý. Nhìn Phật giáo mà tìm cái lý, coi tại sao ta phải tu hành. Vì yêu dân ta kể ngón ngành, khuyên lễ thứ làm lành mà tranh. Cánh niết bàn lại nơi cứu ơi, cánh về chốn đi xa lánh hồng trần. Dầu không siêu cũng đặng về thần, nhờ hai chữ trung quân ái quốc. Chừng lập hỏi biết ai còn ơi mất, giờ chưa phân chưa biết tránh ta. Ta vì dân sắc linh ngọc tòa, đền linh khâu chân trung chịu màng. Nền đạo đức khi ta bài quá cạn, mà dương gian còn gan dánh từ, làm cho ta lỡ khóc lỡ cười. Khóc là khóc thương người ngu mùi, thấy điên khùng làm như sắc cây ngồi. Chẳng tranh đương nó lại khinh khi, ngó về tay niệm chữ từ bi. Cười trần thế mê si thái qua, tranh giới luận đặng dầm cơm cá. Khuyên dụ người đang kiếm bạc tiền, thấy chúng sanh ghét ngõ canh hiền, theo chế nhạo những người tu tình. Tu không tu cùng không mời thân, ni mặc tình ai trọng kính hay ở chê. Thương lê dân còn mang say mê, chẳng tu tình cho rành xương nắng. Thấy ta lại nói cay nói đắng, đắng với cay ta cùng mơ chẳng màng. Chừng trần gian kiếm thấy phụng hoàng, xẻ cánh múa chào mừng Phật thăm. Thấy đạo lý chớ nào thấy ơi tánh, còn ẩn nơi tim móc xác phàm. Ai biết tri việc phải cứ làm, sao mới biết ai phàm ai thâm. Đức lục tổ ít ai dám ơi sách, người dốt mà nói pháp quá rành. Lửa làm chi cao chữ học hành, biết tỏ ngộ ấy là gặp mưa đào. Việc cố tích cần chi phải thảo, chuyện qua rồi kể lại làm gì. Nếu ai mà biết chữ tu trì, tâm bình tĩnh được thì phát
huệ. Ta yêu chung viết ra giảng kệ, khuyên tăng độ cùng các tín đồ. Nghe cạn lời chớ có mờ hồ, tìm hiểu nghĩa làm theo đắc đạo. Trần giới thế nó hay kêu ngạo, các nhà sư hại ráng sửa mình. Nếu xuất gia ngũ giới ráng gìn, tu chân chánh mới không hổ tiêu. Cả ngàn năm nhân tâm sao xuyên, sao tu hoài chẳng thấy ai thành. Bởi chữ tu liền với chữ hành, hành bất chánh người đời mới nói. Bị tăng chúng quá ham chùa ngói, nên tới khuyên khắp chúng cùng làng. Phật nào ham tưởng cốt phết vàng, mà tăng tạo hao tiền bá tâm. Việc giả dối từ đây nên lánh, bồn đạo ơi hại ráng sửa mình. Cuộc dạy đời ta lắm công trình, làm chẳng trọn uổng thay một kiếp. Lời chân chánh trần hay bỏ liếp, mãi lo làm húng hiếp người hiền. Mà làm cho Ngọc Đế tham phiền, muốn trần trị trần gian tham thiếu. Đức Lục Kỳ Tổ tâm ngài nhất quyết, tâu Ngọc Hoàng để Phật dạy trần. Nên ra kinh cơ giảng nhiều lần, mà dương thế chẳng cần xét đến. Xác trần tục như cây cành khến, làm miền hoài ác phải tiêu mòn. Đẻo với bào riết nó cũng tròn, đến chừng đó trông vào rất tốt. Lũ giả dối thường hay thề thốt, nó chẳng kiên thần thánh là gì. Tâm kẻ hùng làm chuyện cố lì, chẳng có sợ mang điều tội phước. Ghét những kẻ tu hành bóc xước, miệng kêu gào chuyện phước bề ngoài. Bước vào chùa thấy Phật lại dài, lui khỏi cửa ra tay cấu xe. Thấy quyền quý nó ấy vừa mé đằng, bỡ bưng những kẻ hung sùng. Ta khuyên đời nói những chuyện cùng, chẳng có gì có dung kẻ quay. Cuộc sám hối vô chùa, thường thấy làm gián lừa biết mấy nhiêu lần.
thấy dương gian lường gạt thánh thần mà Chúa xót cho đời quân hà. Chữ tự hối nào ai có ơi là ăn năn cải xưa tâm lành. Phật chẳng qua dùng chữ tinh thành, chớ nào dùng hương đăng trà qua. Làm trai đáp tạo nhiều sai mà, bay về Tây nói những chuyện gì. Thầy chúng tăng làm chuyện quái kỳ, ta khuyên mãi cũng không chịu bỏ. Lời chân trách hình như nói xỏ, mà không không nào có biết đời. Thấy lạc lầm khuyên nhủ ít lời, chớ nào có ngạo chi tăng chung. Coi tâm kể làm theo mới trúng, để lạc lầm lắm mơ bơ tăng đồ. Định tâm thần như mặt nước hồ, suy với nghĩ nghĩ suy đường lối. Muốn niệm Phật chẳng cần sớm mà tôi, ghi vào lòng sáu chữ Di Đà thì hiền lương quên mất cứ điều ta, đặng hạnh phúc nhờ lòng cố gắng. Việc đạo đức bất cần thối ơi thắng, chữ tu hiền nghĩ ở thằng lần hồi. Thấy thiên cơ khó nổi yên ngồi, thương lê thứ tới hồi khổ nào. Thầy lạc tớ không ai chỉ ơi bảo, phải nghĩ suy càng lẽ mới là. Nay gặp gốc phải mau tìm gốc, để gặp Phật ngồi mà than khóc. Gỡ làm sao hết rối mà về, mắt cơ nhìn xem yêu quái bốn bề. Bởi ác đức nên không ai cứu. Mang thủy ách hồi năm đinh sửu, đến năm nay tái ở lại một lần. Khổ ách này đắng thức tinh trần, rằng thiên đình tuồn đời sắp mơ hàng. Trẻ nhỏ tuổi đời này lăng mà, bị văn minh cám dỗ loài người. Kể từ rài cười một khóc mười, kẹo chúng nó dễ ngươi Phật thăm. Đạo quý dương rất nhiều chi nhánh, khuyên dương trần sớm tranh mới màu. Để ngày sau đến việc tham sầu, ráng nghe kỹ lời ta mất trước. Thuyền chúng nó thắng bờm chạy lướt, lọt ngoài khơi mới hết hò khoan. Tu mà ham cho được giàu sang,
giới quyền tước là tu dối thế. Nhớ thảo trước vua Lương giỏi đế, tạo chùa chiền khắp nước tu hành. Đến ngày sau ngã tử đài thành, Phật bất cứu gì tâm còn ác. Tu biết cách như đường biết ơi đáp, đường đáp cơ rành nặng vừa xe loan. Ai muốn nghe thì sớm liệu toan, để đến việc như người thất nghiệp. Phải quy căn cùng nhau hội hiệp, ráng mau chân mới ở kịp mơ đào màu. Sớm với chiều gắn chí nguyện cầu, thì sẽ được tòa chương vừa kê. Chúng sanh thể như gà thật thế, phải nằm chờ tới nước bắt ra. Thời kỳ này nhiều quỷ cùng ma, trời mở cửa quỷ dương xuống thế. Nên ta phải ra tay cứu ơi tế, kẻo chúng sanh bệnh khổ quá chừng. Sao quỷ dương đi đứng nửa lần, thêm tên tuổi chúng sanh nó biết. Làm đủ cách xuống lên tha thiết, ở ngoài đường nó biết tên mình. Tình cùng không thì cùng mặt tình, chớ ta lắm công trình giải dồ. Hồi thuở trước Thích Ca Phật Tổ, ngồi tham thiền bị nó ghẹo hoài, mà cũng không rung động đắng ngày, nên cô hoảng phá đời mãi mãi. Trong bốn đạo cùng là sự dạy, ráng bền lòng cho được hiền từ. Hết khổ lao thì tới vui cười, chừng đó mới phỉ tình nguyện ước. Bọn gái mới ra đường, tha thước bỏ hết trơn nề nếp phương ông cha. Khác tanh tình cười cổ nước ta, nên phải chịu đớn đau đủ cách. Trai với gái ráng coi sự sách, đứng trung thần với kẻ tiết cơ trinh. Dọn bề trong mới gọi đẹp xinh, chớ mang lốt bề ngoài chẳng tốt. Dạy chẳng đặng lòng như lửa đốt khắp dương gian, chưa đặng ba phần. Kể từ đây tiên Phật thánh thần, lo dạy dỗ dương trần chẳng xiết. Đức Thượng Đế ngự đền ngọc cơi khuyết, nhìn dưỡng gian cùng luôn thở dài. Thấy chúng sanh trao rỉa mặt mày, chớ chẳng chịu trao tâm rỉa tâm. Kẻ đói khó người sang hay lánh, bước cứ lại gần
chê lũ tánh thôi. Cõi ta bà ta thấy hơi ôi, sầu ba tánh quá nên kêu cách. Người tàn tật đuôi cồi, đói ơi rách ít có ai để mắt cứ nhìn vào. Chuộng những người dù giống sắc màu, cậu với mở ông thầy cô bác. Thì kẻ khó như rơm như rác, ta quá giàu đài các dân mình. Mấy ai mà giữ giả xác đinh, theo tông tổ của mình thuở trước. Đầu với tóc áo quần láng ơi bước, chữ lành khôn của quỷ của ma. Chợ nó không có giống người ta, ma với quỷ sanh người hung ác. Lo tập luyện những câu đờn ơi hát, chớ chẳng lo dài vô ngu khờ. Để cái tâm yên lặng như tờ, coi ta nói câu nào bất chánh. Ráng bắt trước làm theo Phật Thánh, nếu thiệt người thì biết thương người. Thấy kẻ khờ quê dốt ngáo cười, nào có lấy lời chi chỉ bảo. Ta thương xót cứ lo tần lo tạo, chẳng thấy ai rể tháo dâu hiền. Làm cho người thương cổ thêm phiền, rất đau xót cho nòi cho giông. Biết chừng nào được quy nhất kỳ thống khắp hoàn cầu, vẫn biết cứ thương nhau. Nhắc ra thì da ngọc đớn đau, không nhắc đến biết đâu dân xưa. Cơm được chính ta nhờ có lời, dân được vui nhờ lúc khải hoàng. Phật Như Lai cho phép khung tròn, cho bổn đạo khắp nơi đặng biết. Ai chửi mắng thì ta già điếc, đợi cho người hết trơ dần ta khuyên. Chữ nhận quà ta để đầu tiên, thì đâu có mang câu thù oán. Việc khôn ác hãy vừa thấp hơi thoáng, chữ từ bị ta diệt nó liền. Sự hoán thù đáp lại chữ hiền, thì thù quán tiêu tan mất hết. Chữ bạn tác dù cho đến nơi chết, cùng keo sơn gắn chặt mới là. Bước ra đường ăn nói thiệt thà, dầu khôn khéo cũng là giả dài. Nếu tranh đường ác ta bị hại, thêm xa cơ lại bị xích xiêu. Vì đời nay chúng nó dùng tiền,
ít ai dùng chữ nhân chữ nghĩa. Theo học đạo mặc ai mai mỉa, ta cũng đừng gây gỗ với người. Được mấy điều thì đáng vàng mười, thiệt hiền đức có ai mắng trời. Xưa đức thánh luận bàn cái ơi lười, ngài nói rằng các việc tại mày. Thuận với hòa hay ghét với rầy, cũng cái lưỡi làm thầy các việc. Phải kiếm cách đặng ta trừ tuyệt, lấy tâm thần làm chủ mới màu. Cũng chẳng nên theo tánh gió hầu, thấy chẳng nói mà nhân mà nhương. Hãy liệu sức chớ nên nói ơi bướng, dầu việc chi liệu lượng mà làm. Điên khùng này chẳng có nói xàm, nói những chuyện từ bi bác ai. Nếu bốn đạo còn ai làm sai, cõi kệ này mình sửa lấy mình. Ta không tranh mà cũng không kinh, cho ba tánh dèm phá thỏa chi. Ai làm phước kinh ra mà thí thì được nhiều hạnh phúc cứ sau này. Chốn non xanh dài dỗ cao cây, xuống trần thế ra tay dắt chung. Tới giới ta chớ đem đồ cúng, chỉ đem theo hai chữ thành lòng. Chẳng có cần trà quá hương nồng, mong sanh chúng tự lòng hối ngộ. Kẻ xa xôi có lòng ái mộ, xem kệ này tu tình đi tại nhà. Ở ruộng đồng cũng niệm giấy mà, Phật chẳng chấp chẳng nài thời khắc. Chai bốn bữa ấy là quy tắc của kẻ cùng, chỉ ở dắt chúng sanh. Con Phật thì chẳng có khôn lanh, đời dân vật khôn má khôn quỳ. Lo trang sức kim thời quê Mỹ, rồi phụ phàng tục kỳ cổ nước nhà. Trong tâm thời chưa chữ gian tà, chớ chẳng chứa tâm lòng bác ai. Học chữ nghĩa cho thông cho thấy, đặng thế sang đại ca cứ xe tàu. Tiếng chào mừng cửa miệng làm màu, trong tâm ý mưu mô đủ thế. Ta còn mắt phiêu lưu dương thế, dạo lục châu đặng cứu bá cha. Mặt tình ai xem kệ ngâm nga, hai sửa đổi tùy lòng hưu hì. Thương sanh chúng tỏ bài quá kỹ,
trận lên sớm quay đầu đằng sau xem Phật pháp nhiệm màu với bao quý đài lầu tươi tốt. Xác ta vốn là người quê dốt nên mở mang chưa được mấy rành. Khắp dương gian như sợi chỉ mạnh, mong bổn đạo tâm thành trở lại. Dẫu cực khổ thân này chẳng nại, chẳng cần ai bái lại khấn cầu. Bỏ gì đó mới thấy đạo màu, bớt giả dối gặp người thương cầu. Gốc thở trước của tông của tổ, đâu có bài giỏi mì như vậy. Những xăm truyền xưa của Phật Thầy, dân răng kim mà tri thì biết. Xưa để lại nhiều câu thảm thiết, mà nào ai có biết để lòng. Chuyện thiên cơ nói đất nào nồng, câu hữu lý ba tòng khó sanh. Chốn tự hội chớ nên léo khánh, vì lời xưa có dặn rạch rồi. Dần chớ nên phụ bạc giống nòi, mà lao ly tâm thân vô ích. Phải nhẫn nhục chờ người cố tích, Phật giới ở trời phân định cho ta. Người xưa ti ích chữ nôm na, chớ chân chất người ta ngay thẳng. Dạy bốn đạo lấy câu trung đẳng, chẳng nói cao gì sắp rốt đời. Đấng nam nhi ẩn nhẫn tùy thời, vậy mới gọi khôn ngoan hữu chi. Ta ra sức viết câu quyền bí, chúng dân ôi ráng kiếm ráng tầm. Giống thú kia là loại sánh cầm, mà còn biết kiếm tầm đạo đức. Thú vật biết tu hành náo nức, còn người sao chẳng rứt ngư hồng trần. Việc tu hành phải giữ nghĩa ân, kinh giới sấm chúng dân thường thấy. Chữ bát chánh rõ ràng trong giấy, là trơn truyền của Đức Thích Ca. Người tu hành cần phải tìm ra, cho dân biết một đầu chánh kiên. Trí linh mẫn nhìn xem các ơi chuyện phải, đừng cho lầm lạc nếu ta. Dầu giết người hay việc của ta, nên phán đoán cho tường cho tận. Tội với phước xét coi nhiều bằng,
mới khỏi lầm tà kiến đêm vào. Chánh tư duy một ấy thanh cao, hãy tưởng nhớ những điều đáng nhớ. Trên cùng dưới giàu thầy hay tớ, cũng tưởng điều chúng chánh mới màu. Việc vui sai mèo má đâu đâu, hãy dẹp gác nhớ câu lục từ. Câu chánh nghiệp cũng là quá bự, dầu nghề chỉ làm việc ngay đường. Ta đừng nên theo kẻ bất lương, học ngón xảo để lừa đồng loài. Chánh tinh tấn giàu thành hay bại, cứ một đường tính đi ngưỡng của mình. Dầu cho ai phá rối đức tin, ta cũng cứ một đàn đi tới. Một chánh mạng chúng sanh ơi, hỡi cho hồn linh cai quản châu thân. Lấy chân nhân dẹp tánh phàm trần, mới có thể mong về cực lạc. Câu chánh ngữ lòng xoắn ghi tạc, tiếng luận bàn ngay ngăn tỏ tường. Nói những điều đức hạnh hiền lương, chớ thêm bớt mà mang tội lỗi. Việc tráo chát ấy là nguồn ơi cội, lời xảo ngôn do đó mà ra. Kinh nghiệm rồi ta mới diễn ca, câu chánh niệm thiết tha nhiều nơi. Khi cầu nguyện đừng cho phạm lỗi, phải làm tròn các việc vẹn toàn. Vẫn chớ nên làm bướng làm càng, trong lúc ấy niệm cho lấy con. Một chánh định thiệt là rất khó, giữ tấm lòng bất đồng như như. Cho hồn linh yên lặng an cư, thì mới được quần quyên phản bồn. Tà giới chánh còn đương trà trộn, người muốn tu phải sớm lọc lừa. Tự chịu đề ai có mến ưa, thì lão cũng kể sơ thêm nữa. Chữ tập đề nay đã mở cửa, để đem vào cuốn khổ người hiền. Ráng cực lòng một bước đầu tiên, sao mới được làm nên Phật thanh. Về thượng giới cõi tiền mới ơi, bành đến diệt đề trừ vật cơ dục xưa. Cõi hồng trần các việc bến ưa, sự giả tạm ta nên rứt bò. Muốn tâm tánh ngày kia sáng ơi tỏ, thì khổ đề phải ở chịu nhọc nhằn. Lòng dục tu thì phải thiết hành, chớ đừng có ám điều
sung sướng. Đức Phật tổ nào đâu ép lượng, chịu nhọc nhằn mới rõ đạo đề. Thấy một đàn thắng bắn mà mê, ôi chừng đó mới là bầu nhiệm. Mỗi đáo diệu chúng dần ráng ơi, kiếm mưa trễ ở thời kỳ khó gặp đằng ta. Rồi hành luôn bác nhẫn mới là, thì muốn diệt điều an ba tuê. Chữ thứ nhất nhận năng xử ơi, thế vừa là người hiền khói kiếm mơ trên đời. Lập thân danh từng trái nơi nơi, chờ thời đại mới là khôn khéo. Chữ nhận giá trị tâm trong trèo, quyền dương trận giữ phần làm đầu. Nhận hương lân cùng khắp đâu đâu, trên cùng dưới điệu hòa ý hì. Nhận phụ mẫu gọi trang hiền ơi, sĩ phận sướng tùy chồng vợ nhìn nhau. Nhìn xóm tròn cô bác mới cao, nhận tâm nọ ngày ngày an lạc. Nhìn tất cả những người tuổi ơi, tác nhận tánh lành yên tình dài lâu. Giữ một lòng hiền hậu mới màu, quanh năm cũng bảo toàn thân thề. Chữ nhận đức kể ra luôn thể, thì trong đời giảng sự bình an. Chữ nhận thành báo quý hiện vang, khắp ba tánh được câu hòa nhau. Câu đạo đức cưa bay mùi thơm lạ, muốn nếm thì phải ráng siêu tầm. Các đạo tà mưu khéo âm thầm, dân ráng cánh kẹo lắm màu khô. Chúng nó xuống phiên răng nhiều chỗ, dùng phép bơ màu lè mát cửa chúng mưa xanh. Ai ham linh theo nó tập tành, xa cạm bẫy khó mong sống mưa xô. Ta chẳng phải dùng lời chuốc cây ngót mưa mà làm cho dân chúng mưa say mê. Nếu chẳng ta biến luôn nhiều bề, cho bá tánh tìm nơi cội gốc. Lựa cho phải kèo xưa danh mọc, đừng để lầm thở khéo sơn gian. Thì sau này đến lúc phong ba, dòng gió lớn cột kèo khói gai. Thấy xanh chúng nhiều người khở dài, chẳng biết cơ dình phong quá lệ nghi. Nên ta đem đạo đức duy trì, gìn
tục cổ để người chẳng rõ. Còn chấm chạp đáo màu chưa tỏa, như rừng quang mới dọn một đường. Tớ với thầy nào quán thân lương, muốn cụ thể xá chi bùng trên. Thương quá sức cơ nên ta bệnh rình, quyết độ đời cho đến chung thân. Nếu thế gian còn chút mê tân, thì ta chẳng an vui cực lạc. Giải bốn đạo lấy lời đích trơi xác, mà chẳng tu là bởi không ưa. Chở nước sâu mà bị gạo thưa, dân đông đảo lời truyền chẳng xiết. Nên phải tạm mượn cây ngòi ở chiếc đêm đào màu như hàng cho mưa. Đặng tô trần tâm mi người xưa, chữ thầm thầm trong kinh Phật giáo. Nền chân lý chúng chê rằng láo, mà nào ta có lợi dụng ai. Trong bá gia nhiều ít lòng cháy, để giữ trọn trong nền Phật Pháp. Dình giới cấm sửa tâm mô tạp, niệm Phật thì phải ở dẹp mơ lòng ta. Nhớ từ bi hai chữ ngâm nga, dầu làm lũng cũng là trì chi. Chờ thiên địa châu nhi phục thị, như đời xưa có gà tử phòng. Xem thời cơ người đã rõ thông, dùng tối thiểu mà bá tâm. Đời vật chất văn minh tranh cạnh, chữ lợi quyền vực chiếc lẫn nhau. Đồng lòng hiền chư Phật đớn đau, cho kinh xâm giải răng trần thế. Nhìn thấy chuyện gạo cho củi ơi, quê nghèo bát vàng đạo đức cùng nghèo. Ta xuống trần nhằm bụi nạn eo, nên phải bị kẻ hung khinh bì. Vì bác ái nên thân cuộn ơi xì, phải chịu điều khổ hạnh sâu xa. Mong cho đời gặp lúc khải ca, trong bốn biển thái bình mới tồi. Phật tiên thánh lòng nhân hà hải, những ước ao thế giới hòa bình. Nên khuyên đời truyền bá sự kinh, cho sanh chúng sửa mình trong sạch. Dạo đổi bạn khinh khi kẻ rách, là những câu trong sách chưa minh tâm. Tánh kẻ sang đối vợ nào lầm, thánh nhân để chiều câu hữu ly. Có mấy kẻ ăn năn xét kỹ, mãi ý tài chê bướng chê càng. Thì ngày sau đừng có trách than, những tội lỗi của mình tao lấy.
bị háo thắng giết người không thấy, rồi mãn lo dèm xiêm nhiều lời. Vì vậy nên tình nghĩa xé lời đâu gần gũi mà tường diệu ly. Trong lục tình ai là người trí máu thức cứu thời tầm đạo nhiệm sâu. Khuyên dân đừng chia áo rẻ bâu, phải hợp tác gieo trồng giống quy. Coi rồi phải thân mình tự trị, chẳng độ sông Phật khó dắt diều. Thả thiền từ bên giác nâng niu, kẻ hiểu đạo mau mau bước xuống. Việc trải qua như mây gió ơi, cuốn nhìn cuộc đời ngày tháng thôi đưa. Trời sáng ra kể lại thấy trưa, năm cũ đó rồi qua năm mới. 12 tháng mà còn mau tới, thì tuần đời cũng chống mưa đổi thay. Chữ phù dân phu quý nay mai, luôn với chuyện dời quá đổi lại. Cõi ta bà mấy ai tồn tại, sống dư trăm như tuổi lão bành. Đời hạ quân hay chết tuổi xanh, như thuở trước nhan hồi còn trẻ. Miễn cho được ngày khai cơm tẻ, buổi bần hàng đặng có tu thân. Nhờ ơn trời ban bố đức ân, xem chung cuộc phong thần tài thế. Xử những kẻ hung hăng tồi tệ, thương những người trung nghĩa vẹn toàn. Ra kệ này hai chữ bảo an, cho trần thế được tâm thánh tình. Ngọc bao quý ẩn trong Nam Định, muốn tìm kim đáy biển gắn công. Thấy dân tình luôn những ước mong, gặp giống tốt hải mau cài cây. Ai có nói ta là người quấy, ta cũng cam bụng chịu tiếng lời. Tỏ ít câu cầu chúc cho đời, mong ba tánh giảng dân dài thôi.